Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Chúng ta cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tại Trí Lợi, Giám mục Luther bổ nhiệm làm tuyên úy cho dinh Tổng thống. Kirill kêu gọi bảo vệ thần Mạc Tư Khoa. Mục tử của người dân chứ đừng là giáo sĩ của nhà nước. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Tại Trí Lợi, Giám mục Luther bổ nhiệm làm tuyên úy cho dinh Tổng thống. Hôm 21 tháng 4, bà Izani Brooks, giám mục của nhà thờ Tin Lành Luther ở Trí Lợi, đã được bổ nhiệm làm tuyên úy của Palacio de la Moneda của Trí Lợi, tức là phụ tổng thống của Trí Lợi. Nữ giám mục Brooks được bổ nhiệm làm tuyên úy bởi văn phòng phủ tổng thống, nhân danh tổng thống Gabriel Boric Font. Là một giáo hội, chúng tôi rất hạnh phúc và chúng tôi đón nhận tin này với sự khiêm tốn, với sự sợ hãi và run rẩy, nhưng cũng với hy vọng và cam kết to lớn để cộng tác với chính phủ trong việc biến Trí Lợi thành điều mà tất cả chúng ta đang mơ ước. Nữ giám mục Brooks nói, bà Brooks, người gốc Brazil, chuyển đến Trí Lợi vào năm 1992 và được phong chức mục sư năm 2002. Bà được biết đến với sự tham gia tích cực vào phong trào đại kết và vận động nhân quyền. Năm 2019, Brooks được bầu làm giám mục của Tin Lành Luther Trí Lợi. Kể từ năm 1999, luật pháp đã cấp tư cách pháp nhân bình đẳng cho tất cả các giáo hội và các tôn giáo ghi danh tại Trí Lợi. Là một phần của việc thực hiện luật đó, chính phủ đã thiết lập chức tuyên úy tại dinh Tổng thống. Với tư cách là tuyên úy, Brooks sẽ chịu trách nhiệm về các buổi thờ phượng và chăm sóc mục vụ cho các nhân viên của cung điện và nhân viên là thành viên của các giáo phái khác nhau, bao gồm cả Tin Lành Lutheran, Tin Lành Trưởng Lão và Phái Ngũ Tuần. Tin Lành Luther Trí Lợi có 3.000 thành viên ở các vùng khác nhau của đất nước. Nữ giám mục Brooks nói thêm, chúng tôi tìm cách thiết lập một tuyên úy cởi mở, tôn trọng sự đa dạng trong thế giới tôn giáo của chúng ta. Giám mục Brooks là mục sư Lutheran thứ hai được bổ nhiệm, cựu phó chủ tịch giáo hội Lutheran khu vực Mỹ Latin và Caribe, là linh mục tiến sĩ Clara Rojas Vargas, từng là tuyên úy tổng thống vào năm 2014. Kirill kêu gọi bảo vệ thành Mạc Tư Khoa. Asia News, cơ quan thông tin của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại cho biết, giáo chủ của Giáo hội Chính thống Nga, Kirill Gandiev, đã cử hành một nghi lễ sau lễ phục sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lịch sử bên trong các bức tượng của Điện Cẩm Linh. Trong đó, ông mời gọi dân chúng tập trung xung quanh thành phố Mạc Tư Khoa, trung tâm của toàn nước Nga, để bảo vệ Tổ quốc từ các trung tâm quyền lực ở nước ngoài. Người dân Nga cần phải khám phá lại sự đoàn kết bên trong của họ, vị giáo chủ nói, bởi vì chỉ có đoàn kết mới là sức mạnh của chúng ta, và nếu chúng ta giữ gìn trong trái tim mình niềm tin của cha ông chúng ta, thì nước Nga sẽ là bất khả chiến bại. Như Kirill giải thích, chiến thắng không phải lúc nào cũng đến từ vũ khí, nhưng chiến thắng cũng đến từ tinh thần, và nhiều người ngày nay muốn tinh thần này biến mất. Ông liệt kê các chiến thuật của kẻ thù là những kẻ gieo rắc sự nhầm lẫn, tạo ra những hình tượng mới, thu hút sự chú ý đến những giá trị giả mới được vẽ vời ra, để lật đổ các chiều kích ý thức của con người, từ chiều dọc hợp nhất với Chúa đến chiều ngang nhân bản. Trên đó, tất cả những yêu cầu liên quan đến nhục dục của con người đều được cấy ghép. Tin đồn đang lan truyền về một cuộc họp có thể có của Hội đồng Tông đồ Thượng phụ của các giáo hội phương Đông cổ đại là Constantinople, Alexandria, Jerusalem và Antioquia. Cuộc họp đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng để đánh giá quyết định của Kirill trong việc thiết lập một cơ quan đại diện của Nga ở Phi Châu trên lãnh thổ giáo luật của Alexandria. Và bây giờ là câu hỏi được đặt ra bởi hơn 400 linh mục của giáo hội chính thống ở Ukraine về sự ủng hộ của Kirill đối với các chính sách của ông Putin. Câu hỏi chính thức được đặt ra đầu tiên bởi Tổng giám mục Andriy Pinku của giáo hội chính thống giáo Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa, yêu cầu tước bỏ tư cách thượng phụ của Kirill, và sau đó đã được 430 linh mục của cùng giáo hội này ký tên. Những người ký tên cũng kêu gọi Đức Tổng giám mục Onufri của Kyiv
tuyên bố độc lập khỏi tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa, nhưng cho đến nay, người đứng đầu chính thống giáo Ukraine vẫn chưa phản hồi. Được biết, một số linh mục và các giám mục Nga đang khuyên Kirill đưa ra một tuyên bố từ Mạc Tư Khoa về khu vực Ukraine vốn đã độc lập ở cấp độ hành chính. Hội đồng Tông đồ Thượng phụ nếu có xét xử Kirill thì phán quyết của họ chỉ có tính biểu tượng. Thượng phụ Kirill chỉ có thể bị đưa ra xét xử bởi chính thánh công đồng chính thống giáo Nga, vốn đã không thể họp trong nhiều tháng, và gần đây cuộc họp của họ đã bị hoãn lại đến cuối năm 2022 vì tình hình quốc tế. Mục tử của người dân chứ đừng là giáo sĩ của nhà nước. Trong đêm 23 và 24 tháng 4, Thượng phụ Kirill đã chủ trì một lễ nghi phục sinh tráng lệ tại nhà thờ Chúa Kitô Đấng Cứu Thế ở Mạc Tư Khoa. Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là buổi cử hành, bao gồm cả lễ rước quanh nhà thờ. Đó là một cử hành đẹp. Nó có vẻ giống như những ngày trước đại dịch. Theo những gì chúng ta có thể thấy, không có sự hiện diện của quân đội trong nhà thờ. Và cho đến nay, không rõ có các nhận xét cụ thể nào của Đức Thượng Phụ trong buổi lễ này hướng đến nỗ lực chiến tranh ở Ukraine hay không. Đức Thượng Phụ tiến vào nhà thờ với lời tuyên bố long trọng: Chúa Kitô đã phục sinh. Tổng thống Putin và thị trưởng Mạc Tư Khoa có mặt. Trong video, có nhiều góc nhìn cho thấy sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Giovanni De Aniello và người đứng đầu Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Mạc Tư Khoa, Đức Tổng giám mục Pavel Petsi. Các ngài đang đứng ở vị trí nổi bật nhất trong hàng đầu tiên. Dường như có một nỗ lực nào đó để nhấn mạnh sự hiện diện của các ngài. Như thường lệ, bài bình luận trong buổi phát thanh công cộng do Phó trưởng ban dịch vụ báo chí của giáo chủ Kirill là Nikolai Dezavin đưa ra. Là một sinh viên học viện thần học Leningrad trẻ tuổi, Nikolai là một phần của phái đoàn 4 người mà Tổng giám mục Alexei của Leningrad đã cử đến Seattle trong 8 ngày vào tháng 9 năm 1988 để giúp chính thống giáo Nga tại Hoa Kỳ kỷ niệm thiên niên kỷ lễ rửa tội của Nga. Khi Alexei trở thành thượng phụ Kirill vào năm 1990, ông đã đưa Nikolai đi cùng để làm trợ lý. Nikolai đã cung cấp các bài bình luận công khai cho giáo hội kể từ Giáng sinh năm 1991. Trước lễ phục sinh, đã có nhiều lời kêu gọi ngừng bắn trong thời gian ngắn ở Ukraine trong tuần thánh. Cha Iona Sosa, quyền tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Thế giới và cũng là một linh mục của Tòa Thượng phụ Rumani, đã gửi một lá thư cho Thượng phụ Kirill yêu cầu ngài đưa ra thỉnh cầu công khai ngừng bắn ít nhất một vài giờ trong lễ phục sinh. Không có phản hồi nào từ Thượng phụ Kirill hoặc Putin. Từ Mạc Tư Khoa đến Mariupol, thành phố của Đức Mẹ, cách nhau 160 km. Ngay khi Thượng phụ tiến vào nhà thờ với lời tuyên bố long trọng, Chúa Kitô đã phục sinh. Mariupol đang là một hỏa ngục trần gian giữa những tiếng nổ kinh hoàng và những tiếng rít khiếp đảm của hỏa tiễn và bom của Nga. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.